xin được tiếp tục chuyển sang những tin tức về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, mới đây Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết, họ đang hạn chế việc sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson Johnson cho người lớn, do nguy cơ dẫn tới hội chứng giảm tiểu cầu hiếm gặp. Theo Medical Express, tuyên bố hôm mùng 5 tháng 5 của FDA khuyến cáo, loại vaccine này chỉ nên được tiêm cho những trường hợp không thể tiêm vaccine khác, hoặc cho những người có nguyện vọng cụ thể được tiêm vaccine của Johnson Johnson. Quyết định hạn chế được đưa ra sau khi các quan chức FDA xem xét lại dữ liệu về nguy cơ làm tăng đông máu trong vòng 2 tuần kể từ khi tiêm chủng. Hãng tin Reuters cho biết, từ tháng 12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC khuyên khích người dân nên chọn lựa hai loại vaccine phổ biến còn lại ở Mỹ, đó là Moderna hoặc Pfizer. Tình trạng tăng đông máu xảy ra do hội chứng giảm tiểu cầu hiếm gặp mà một số người tiêm vaccine này đã gặp phải, có thể dẫn đến huyết khối, gây thuyên tắc mạch, tuy hiếm gặp nhưng là tình trạng đe dọa tính mạng. Nhà sản xuất Johnson Johnson cho biết, họ đã cập nhật từ hướng dẫn kèm theo vaccine cảnh báo về nguy cơ này. Reuters cũng thông tin vào tháng trước, nhà sản xuất Johnson Johnson đã hủy bỏ sự báo trước đó về doanh số bán vaccine COVID-19 với lý do nguồn cung dư thừa. Cho đến hiện tại, vaccine ngừa COVID-19 vẫn là lá chắn tối ưu để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Đã có rất nhiều loại vaccine được nghiên cứu và đưa vào sử dụng cho từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, việc tiêm chủng xuất hiện những trường hợp không mong muốn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, ngay sau khi xem xét dữ liệu và nhận thấy nguy cơ làm tăng đông máu do tiêm vaccine Johnson Johnson, FDA đã ngay lập tức đưa ra hạn chế đối với loại vaccine quen thuộc này. Đồng thời cũng khuyến khích người dân nên chọn hai loại vaccine phổ biến hơn là Moderna và Pfizer, tránh tình trạng tính mạng người sử dụng bị đe dọa.